Alo, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình chiến đấu trên cái bàn tài xỉu sảnh MD5 để xem cầu đi kiểu gì anh em ạ. Đù vừa rồi đi bệt ác không? Hiện tại đang đi cầu ngắn này. Nó đi bệt nhiều rồi thì tỷ lệ đi 1-1 sẽ rất là cao đấy anh em ạ. Tại này mình sẽ chơi một tay tài 10 củ nhá, để xem thế nào liệu hút được hay không đây. Anh em hãy cùng chờ kết quả sau ít giây nữa thôi. Mà nó cay nhỉ, vừa vào phát dính ngay quả cầu bệt này. Đi bệt xỉu ác luôn anh em ạ, vẫn còn bệt nữa này. Đi đánh chặn tiếp nhá. Cầu này mình nghĩ là không có chuyện bệt nữa đâu anh em ạ, bởi vì nó đi quá nhiều xỉu rồi. Nói chung tay này vẫn là đánh một tay tài đẹp. Bây giờ mình sẽ đánh kiểu là dạng bệt tài luôn để xem thế nào, xem có hợp lý hay không nhá. Bởi vì trước đó nó đi, anh em thấy không, tài không đứng phát nào ở thứ ba cả mà xỉu nó lại đứng rất là nhiều, chứng tỏ là một lạn nữa kiểu gì nó cũng sẽ đi tài nhiều hơn. Không bao giờ có chuyện nó đi nghiêng về xỉu mãi đâu anh em ạ, kiểu gì cũng sẽ có lúc là nó đi kiểu ngắn à, cầu cầu bệt tài đấy. Nói chung đánh tay tài này sẽ là hợp lý này anh em thấy không, tài 11 luôn này, nét ngay có cái gì đâu anh em. Cầu này thì để xem thế nào. Vẫn là đánh một tay tài nhá. Đánh tất cái số lãi này. Rồi ok, để xem húp được hay không. Nay kiếm khoảng độ 20 trên 20 củ anh em ạ. Thế thôi. Không cần nhiều. Xem thế nào nhá, liệu có húp được hay không. Cùng chờ kết quả anh em ơi. Tài 11 tiếp anh em ạ, anh em thấy không? Nét ngay. Nét ngay anh em. Anh em xem rồi. Tay này tiếp tục vẫn phải làm một tay tài, làm 3 củ thôi, lần này sẽ đánh giảm anh em ạ. Kiếm khoảng hơn chục củ là nghỉ thôi anh em, không tham nữa nhá. À, kiếm khoảng hơn 20 củ. Để xem thế nào. Tài tiếp anh em ạ, anh em thấy không? Đẹp chưa? Rồi tiếp tục chiến tiếp anh em. Lần này sẽ đánh giảm nhá. Sẽ là đánh giảm anh em ạ, để xem thế nào, liệu úp hay không đây. Để xem liệu húp hay không, anh em hãy cùng chờ kết quả nào. Húp được hay không? Vẫn tài anh em ạ. Anh em thấy mình bắt chuẩn chưa anh em? Thực sự là rất là chuẩn luôn anh em. Đó, kiểu gì ra cũng cũng bệt tài nhiều mà. Rồi bắt tiếp đi, tiếp tục chiến nhá. Để xem hút hay không nhá. Húp được hay không còn phải chờ kết quả đấy anh em ạ.
Vẫn cứ là tài 11 này. Quá đẹp. Quá đẹp luôn anh em ạ. Cầu này thì tiếp tục đánh đi, mình đang lãi đâu đó khoảng hơn 20 củ rồi. Cố gắng kiếm thêm vài tay nữa để nghỉ nhá. Đánh giảm tiếp xuống này, đánh 2 củ thôi. Giảm tiếp anh em ạ, bởi vì có thể là nó sẽ sang đấy. Xem hút hay không nhá. Liệu có ok lô hay không? Đủ sang rồi anh em ạ. Sang rồi. Cầu này thì sẽ không đánh được cầu. Không đánh được cầu. Cầu ấy nữa rồi. Cầu. Không đánh được cầu biệt tài nữa rồi. Vẫn cứ phải làm một tay tài nữa. Đánh 4 củ nhá. Tay này đánh tiếp một tay tài. Nhưng mà thắng thua là cũng nghỉ anh em ạ. Thắng thua tay này mình cũng nghỉ, không chơi nữa. Rồi ok, vậy đi. Để xem thế nào, liệu hút được hay không đây. Anh em hãy cùng chờ kết quả nào. Vẫn là tài anh em. Ok lô chưa? Làm 28 củ nhờ, đẹp ngay. Nghỉ thôi anh em. Vậy là nghỉ đẹp rồi, không không tham nữa anh em ạ. Không tham nữa anh em thấy chưa? Mình đoán chuẩn chưa? Cái lúc mà nó đi xỉu nhiều á, mình bắt kiểu gì là nó sẽ đứng tài nhiều anh em ạ. Đánh biệt nguyên tài thôi. Nếu tay này mà đánh là đánh tài tiếp này, nhưng mà thôi nghỉ, không chơi nữa nhá. Quyết định là sẽ nghỉ, nhưng trước khi nghỉ thì xem nốt tay này nó trả kết quả gì anh em ạ. Sau đó mình sẽ dừng video. Rồi ok. Quyết định vậy đi. Thấy chưa anh em, mình dùng được lúc chưa? Nếu mà đánh tài là hỏng bét luôn nhỉ. Đánh tài là hỏng bét luôn đấy. Ok nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.